Xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Hôm nay Tisu mời cả nhà mình đi thăm cảng cá Cồn Chà cùng với Tisu ha. Cái video clip này Tisu quay trước khi cái giãn cách xã hội lần 2 ở tại Phan Thiết mình, cho nên là hình ảnh đây cô chú anh chị và các bạn mình xem nó là hình ảnh của thời gian trước khi mình đang có giãn cách xã hội nha. Và cái thời điểm này là cái thời điểm mà bây giờ đang là 5:30 sáng. Jisoo đi ra đây để quay cái cảnh cảng cá chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Và cái thứ hai nữa là trong video clip này Jisoo có xin cái số điện thoại của một vài người ở đây để cô chú anh chị các bạn mình ở Sài Gòn á, mình muốn mua cá để họ đóng đi vào trong Sài Gòn thì mình có thể liên hệ ở một số cái số điện thoại ở trong cái video clip này ạ. Bây giờ mới có 5:30 sáng thôi, cho nên là cả nhà mình nhìn thấy là những cái ánh đèn của những cái chiếc tàu cập bến nó vẫn còn mở, và bầu trời thì chưa có sáng hẳn đâu, vẫn còn tối mờ mờ. Ở đây giờ này thì sẽ có nhiều người, người ta đi mua cá sỉ ha. Mua cá sỉ xong rồi người ta đem đi ra chợ người ta bán, hoặc là những người người ta mua về người ta để kinh doanh rồi này nọ thì người ta cũng đi giờ này. Ở đây là những cái con cá dứa rất là tươi ngon cả nhà mình. Cá dứa này là cá miền Tây, họ cũng chở lên ở trong cảng để bán luôn. Cá dứa này vẫn còn tươi nhớt nè. Cá này thì rẻ có mấy chục ngàn ký, 60.000 ký thôi. 30.000 chứ, 30.000 đồng một ký. Mua ở đây thì như vậy đó, rẻ lắm. Cá này thì Tisu thấy người ta hay kho gừng ha, kho gừng ớt. Rồi qua đây là mình thấy là mực nè. Mực ở đây thì cả nhà mình thấy là mực này thì mực đi biển nhiều ngày rồi, cho nên là cái mình con mực nó không có còn ống nữa, không còn mướt nữa ha. Thì cái mực này mình về mình thường là ướp thêm cái gia vị, ướp sa tế hay ướp sả ớt hay là làm cái gì đó, nói chung là nó có thêm gia vị thì con mực ăn nó sẽ ngon. Cái còn nếu mình để không gì mình hấp á, thì nó sẽ không được gọi là hấp dẫn giống như là cái mực mà chúng ta mới vừa câu lên ở trên ghe. Cái mực này giá bán hiện tại ở đây đang là 150.000 đồng một ký. Ở đây có một cái xe tải mới vô nè, họ chở hàng chở đồ đó. Nói chung là xe ra vô rất là tấp nập. Tisu thấy bên này họ có làm cá này là những người mà họ ở Phan Thiết mình á, xong rồi họ yêu cầu là làm sẵn rồi đóng thùng để gửi vô trong Sài Gòn cho người thân á, thì họ ra họ mua gì rồi xong những người này họ làm sẵn luôn rồi bỏ trong bị, rồi bỏ đá bỏ muối vô rồi tới Sài Gòn mình nhận về mình bỏ túi lạnh, mình rửa lại mình bỏ túi lạnh là mình sẽ có giòn để ăn. Cái đây thì họ làm rất là chuyên nghiệp nên là cô chú anh chị các bạn thấy là chấm miếng cá nào miếng cá nấy nó mướt, cái tay nó mướt dễ sợ. Nhìn cái miếng cá nó ngon hấp dẫn ha. Còn mình á, là mình không có làm mà da vô không có bén á, chứ không có quen làm là mình ngồi chấn con cá nó lâu lắm. Mà thấy chị đây chỉ làm cả nhà mình thấy chút xíu rồi siêu là xong con cá rồi. Không biết lát nữa chị có làm luôn cái con cá bóp không, thì mình quay con cá bóp chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn.
có cái cục mài dao. Làm cái này là phải đeo cái găng tay cả nhà mình, chứ không là nó dễ bị sốc. Đó, cắt mượt cho ba khứa là rớt cái đầu ra luôn. Trời đất ơi. Đó, bỏ đi cái gan cái mật. Rồi là bắt đầu họ chấn nè, chấn bị cá bóp thì bỏ qua cái bị khác. Rồi mình đi hết cái hàng cá thì bây giờ mình sẽ qua lại cái hàng tôm. Ở đây cũng có hàng tôm nè. Thì cô chú anh chị các bạn mình sẽ mua, nhưng mà tôm này là tôm sông nha cả nhà mình, chứ không phải tôm biển. Đó, là mua để đem đi đóng gói đó hay là gì đó. Thì tôm này tôm sông, tôm nuôi á. Tôm nuôi ở giống như là hôm bữa là Tisu đi dọc dọc ở mấy cái ao muối, ruộng muối đó, thì họ sẽ nuôi những cái con tôm này, hoặc là sẽ có những cái đầm nuôi tôm riêng đó, rồi họ sẽ đem đi. Cái này đang trả giá 150.000 đồng một ký.
Qua đây thì chúng ta sẽ thấy những cái khay cá nục. Cá này thì là 30.000 đồng một ký. Tùy theo cái nước cá, cái mình cá nữa nên giá nó sẽ khác nhau. Cũng có thể là trong cái chỗ cảng cá này, chỗ này lên 1-2 giá hoặc chỗ kia xuống 1-2 giá gì đó. Tùy theo cái mình con cá khi mà vô trong cái cảng á, thì nó sẽ có giá lên hoặc giá xuống. Cho nên mình mua thì mình sẽ xem mình lựa ha. Ở đây mua con cá bớp. Đây là đi, thay vì kéo thì họ khiêng nặng thì họ sẽ có cây móc ở trong cái khay kéo đi là như vậy. Bên này cũng có cá nục nữa nè, đó. Vậy cô chú anh chị các bạn ha, Tisu dành cái thời gian quay trước những cái video clip này để trong tuần, nếu mình không đi quay được thì mình sẽ đăng lại những cái video clip và dựng những video clip này để cô chú anh chị các bạn vẫn nhìn thấy được hải sản ở quê mình vào những cái thời điểm trước dịch, để mình khi nào có dịp mình về Phan Thiết thì mình ghé lại đây mình mua hải sản ủng hộ cho bà con quê mình nha. Tisu kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những cái chương trình lần sau.